Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Audio Thiên Hà. Mới đây thì thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Mỹ là JBL đã cho ra mắt những dòng sản phẩm mới tiếp nối thành công của những dòng sản phẩm 110 và 310. Đó chính là JBL PartyBox Stage 320 và JBL PartyBox Club 120, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ở đây chúng ta đang có cả hai model là PartyBox 120 và PartyBox 320. Như quý vị có thể thấy thì nó có cái hình thức là tương đồng nhau, và 320 thì sẽ có kích thước lớn hơn. Cho nên là với 120 chúng ta sẽ phù hợp dành cho những cái gian phòng khoảng dưới 30m², hoặc là chúng ta dùng cho ngoài trời thì sẽ dùng được cho những nhóm từ khoảng 7 đến 10 người, có thể sử dụng cho những cái góc nhỏ cho đến trung bình. Còn với 320 thì sẽ phù hợp cho những phòng trên 30m², âm thanh nó sẽ rất là sống động, lớn và đầy đặn. Hoặc là chúng ta có thể dùng cho những cái nhóm mà khoảng trên 10 người thì lúc này cái khả năng lan tỏa âm thanh rất là xa. Và thêm nữa, hai model này đều có pin. Với cái model 120 thì chúng ta sẽ có cái thời lượng chơi nhạc tối đa là khoảng 12 tiếng khi chơi ở mức âm lượng nhỏ. Và khi chơi âm lượng lớn thì thường là cái thời gian chơi nhạc nó sẽ giảm đi một nửa, tức là khoảng 6 tiếng. Và thời gian sạc đầy pin nó sẽ là khoảng tầm 3 đến 3,5 giờ khi mà chúng ta tắt loa đi. Với model 320 thì chúng ta sẽ có cái viên pin có cái kích thước lớn hơn và nặng hơn. Do đó chúng ta sẽ có cái thời gian chơi nhạc lên tới là 18 tiếng. Và khi chúng ta bật âm lượng lớn thì thời gian nó sẽ dao động khoảng từ 8 đến 9 giờ. Và nó sẽ có thể chơi được âm lượng lớn hơn so với 120. Rồi tiếp theo, hai model này thì nó có một số cái khác nhau. Với model 120 thì chúng ta sẽ có cái trọng lượng nó nhẹ hơn, nó khoảng tầm 11 kg, cho nên quý vị có thể sử dụng cái tay xách này để dễ dàng là xách đi, di chuyển rất là dễ. Họ đã cải tiến so với dòng 110 ở cái quai xách. Với cái dòng 110 thì chúng ta phải nắm ở phía đằng sau, khi mà nhấc lên thì nó sẽ làm cho cái loa nghiêng đi, nó hơi khó một chút. Nhưng với cái dòng mới này thì cái tay xách đã được cải tiến hoàn toàn. Nó giúp cho cái thao tác cầm nắm trở nên là dễ dàng hơn và không bị đau tay. Và khi xách lên thì cái loa nó sẽ cân đối trọng lượng hơn. Rồi, với model Stage 320 thì trọng lượng của loa lên tới là 16,5 kg, cho nên chúng ta khó mà xách như vậy được. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có một cái tay xách phía đằng sau. Nhưng mà cái hay nhất là cái tay kéo. Cái tay kéo này nó rất giống những cái vali kéo để đi du lịch. Và họ đã làm cái phần tay kéo này cực kỳ là chắc. Nó cho cảm giác dùng rất là xịn và chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều nấc. Đấy, cứ một chút lại có được một cái nấc như ý. Và kết hợp với vị trí cái bánh xe ở dưới thì cái bánh xe ở đằng sau nó rất là lớn, cộng với cả cái tay kéo này nó rất là chắc chắn, cho nên chúng ta có thể dễ dàng đẩy đi để lại cái loa này ở trên mặt đất. Lúc này thì khi kéo đi thì nó rất là nhẹ và dễ dàng. Rồi, trở lại phía mặt trước thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái kết cấu loa mà nó có tổng cộng là 4 driver, cho nên đây là điểm chung giữa hai cái model loa này. Với cái model nhỏ hơn là 120, chúng ta sẽ có 4 loa chia đều ra là hai loa woofer có đường kính là 133mm cho một cái củ loa. Và ở trên đây chúng ta sẽ có hai cái loa tweeter có đường kính khoảng 57mm. Nó sẽ phụ trách cái phần giải trung cao cho đến giải cao. Cái thay đổi so với dòng 110 là cái loa chép nó từ vị trí giữa này nó đã được đẩy lên cao, cho nên cái loa này sẽ thích hợp khi quý vị dựng lên và nghe. Rồi, sang cái model 320 thì chúng ta có mọi thứ cũng đều có kích thước lớn hơn. Chúng ta sẽ có hai woofer có đường kính lên tới là khoảng 165mm cho một củ loa. Và ở đây họ đã cải tiến cả cái loa chép này có cái đường kính là 2,5 inch, nhưng mà nó khác hẳn so với chép của dòng 310, tức là họ đã nâng cấp thay đổi cả củ loa luôn, cho nên là chúng ta sẽ có cái âm thanh nó khác so với phiên bản trước. Nhìn chung Hải Sơn thử nghiệm thì âm thanh nghe rất là tốt, rất chi tiết, rất uy lực. Âm thanh nó khác hẳn so với những cái mẫu loa kéo rẻ tiền hoặc là ở mức độ thấp hơn của những cái hãng no name đến từ Trung Quốc, vì đây là một thương hiệu gọi là âm thanh hàng hiệu rồi. JBL luôn cho ra mắt những cái sản phẩm loa PartyBox có chất âm thanh cực kỳ tốt, và họ có những cái sản phẩm như là Ultimate cho chất lượng âm thanh cực kỳ khủng. Chúng ta tùy vào không gian sử dụng hay là không gian ngoài trời, hay là tùy vào số tiền mà chúng ta muốn bỏ ra thì đều có những cái loa mà nó phù hợp với cái nhu cầu giải trí đó. Về cái hệ thống đèn, chúng ta cũng phải nói là cái hệ thống đèn LED của những cái phiên bản PartyBox này nó rất là đẹp. Nó sẽ là một cái dạng đèn kiểu dạng số 8. Hai model này thì đều có cái chung cái công nghệ LED. Để cái đèn này quý vị có thể sử dụng cái núm ở trên này, ví dụ như mình tắt đi này, mình bật lên và mình có thể xoay này. Đấy, quý vị thấy không?
Khi mà chúng ta xoay nó sẽ cho ra các cái hiệu ứng đèn khác nhau. Cả hai cái model này đều có thể làm được như thế. Đấy. Rất nhiều cái hiệu ứng đèn. Rồi là có cả thêm những cái flash chớp nháy này, họ đặt ở bên xung quanh loa. Rồi ở đây cũng có cái phần đèn này. Đấy, quý vị thấy không? Đấy, đây cũng có những cái phần đèn. Mà khi chúng ta chơi nhạc ấy, thì tùy vào cái giai điệu tiết tấu của bản nhạc mà nó sẽ chớp tắt phù hợp với cả bản nhạc. Và ngoài ra chúng ta có thể là một lát nữa chúng ta có thể vào app để xem. Chúng ta có thể cấu hình, tùy chỉnh được rất nhiều các hiệu ứng đèn rất là đẹp mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần sau của sản phẩm. Đây là phía đằng sau của hai cái sản phẩm Partybox 120 và 320. Với 320 chúng ta sẽ có mức công suất lên tới là 240W. Còn với Partybox 120 chúng ta sẽ có mức công suất là 160W. Với mức công suất lớn này thì họ cũng đã thiết kế cái lỗ thoát hơi nó thay đổi tương ứng. Tức là cái model loa công suất lớn hơn thì cần có lỗ thoát hơi lớn hơn, phù hợp cho cái loa bass đường kính lớn, giúp nó thoát, nó đẩy nhanh cái luồng không khí này ra. Và chúng ta có thể lợi dụng cái lỗ thoát hơi này, cái cổng thoát hơi này để có thể gia tăng được thêm tiếng trầm cho loa. Ví dụ như chúng ta có thể để vào góc này, khi mà quý vị mang ra ngoài trời ấy, thì có thể để loa này gần vào tường sau, cách tường sau khoảng tầm 20-30cm. Hoặc là đặt gần vào góc thì lúc này tiếng trầm nó đẩy ra rất là nhiều và uy lực. Đây là tùy vào cái cách căn chỉnh âm thanh của quý vị. Đấy, model này cũng thế. Và cái loa này thì nó có tiêu chuẩn chống nước là IPX4. Như vậy là nó có thể tránh được cái tạt té nước và mưa nhỏ. Nhưng mà tuy nhiên mưa lớn thì quý vị phải mang cái loa này vào trong nhà. Và họ đã làm những cái phần bịt bằng cao su này để tránh bị nước vào. Cũng là một cái cải tiến, khi phiên bản trước ấy, thì cao su chúng ta lại phải lật từ dưới lên, thì như thế hơi khó sử dụng. Thì bây giờ cao su ấy, nó đã giúp cho chúng ta dễ dàng thao tác hơn khi mà chúng ta mở ra. Đồng thời còn có thêm chi tiết là ở model 320 là khi mở ra là có cái đèn giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn cái phía đằng sau này trong bóng tối. Hai cái phần bảng điều khiển này nó khá giống nhau. Khi mà chúng ta có thể sử dụng cái đường USB này để sạc cho cái điện thoại hoặc là máy tính bảng của chúng ta. Đồng thời là chúng ta có thể gắn cái USB mà cóp nhạc vào và nó sẽ đọc các cái file như là MP3 này, WAV này, FLAC này. Đấy, để chơi nhạc luôn. Đường AUX in này thì rất là quen thuộc rồi. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng một cái tính năng là Daisy Chain này để nối âm thanh giữa các loa. Thì khi dùng cái Daisy Chain này chúng ta có thể dùng được loa 120 với cái dòng 110 hay là dòng 100 đời trước. Còn nếu mà muốn kết nối không dây giữa những cái dòng đời mới này thì JBL họ đã cho ra mắt cái công nghệ gọi là AuraCast, giúp cho chúng ta có thể kết nối không dây, nó kết nối nhiều loa tạo nên một hệ thống âm thanh nó hoành tráng hơn. Ở đằng sau thì chúng ta có thể có lỗ cắm 6 ly để chúng ta cắm micro. Đây là cắm micro này. Còn cái cổng này là chúng ta có thể gạt để lựa chọn cắm micro hoặc là cắm đàn. Thì chúng ta phải gạt ra cho nó đúng. Khi cắm đàn chúng ta để đây, cắm micro thì để đây. Còn đây là cái gain, cái này thì đơn giản rồi. Đấy, và bên này thì cũng thế này. Có một số cái tính năng mà chúng ta phải cắm cái phần jack 6 ly vào thì nó mới sáng lên. Ví dụ như ở mặt trên của cái loa nhé, khi chúng ta cắm cái jack 6 ly vào thì quý vị sẽ thấy là cái đường này nó sẽ sáng lên và chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh được những cái phần như là treble và echo này, bass, volume của cái micro. Để dùng micro không dây cũng được mà dùng có dây cũng được. Còn đây là những cái phần núm điều chỉnh để chúng ta chỉnh đèn sáng này, chỉnh âm lượng này, nhảy bài hát này, tạm dừng bài hát này, tính năng bass boost này. Rồi tính năng bass boost này thì nó cũng có hai chế độ đấy, giúp cho chúng ta có thể có được cái tiếng trầm theo như ý muốn, là tính năng tiếng trầm sâu này hay là tiếng trầm lực này. Đấy, cả hai model này thì nó đều có. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá phần mềm của hãng. Quý vị sẽ lên App Store để download cái ứng dụng có tên là JBL Partybox và cài vào máy. Khi cài vào máy xong thì quý vị sẽ kết nối Bluetooth với cả loa. Loa nào nhận thì nó sẽ lên ở trên đây. Và nó sẽ thông báo là cái tình trạng pin này. Và chúng ta có thể truy xuất vào từng loa để điều chỉnh. Quý vị sẽ thấy rằng là giữa loa 120 và 320 này nó có cái điểm chung hoàn toàn về cái giao diện sử dụng và cái công nghệ. Và chúng ta sẽ vào cái giao diện của 320 để có thể khám phá. Ở trong phần Light Control, quý vị có thể tùy biến, điều chỉnh các cái hiệu ứng màu sắc khác nhau. Rồi chúng ta có thể cấu hình phần Top Panel Setting. Đây là gán vào những cái nút kia, những cái hiệu ứng âm thanh như là làm sức đĩa hay là cái hiệu ứng để cổ vũ. Light Show là tắt bật các hiệu ứng đèn khác nhau. Ở trong phần Mic Effect thì chúng ta cần phải gắn micro có dây hoặc không dây vào đường 6 ly thì lúc này cái tính năng này nó mới sáng lên. Và khi sáng lên rồi thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ trầm và treble của cái micro cũng như là cái hiệu ứng vang vọng
vang chúng ta có thể đẩy cao lên để cho nó dễ hát. Và chúng ta có thể gain được cái âm lượng của micro thông qua việc là vặn cái phần volume ở trên hoặc là cái gain ở đằng sau loa. Và khi chúng ta tăng giảm những cái phần núm xoài trên loa thì đấy, trên phần mềm nó cũng thay đổi theo và ngược lại. Đấy. Và cái phần hay nhất là equalizer. Ở đây thì chúng ta có cái JBL Signature là cái âm thanh đặc trưng của JBL. Thì chúng ta có thể để vào đây để tận hưởng được đúng chất âm thanh của loa mà nhà sản xuất muốn. Nhưng tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến lại âm thanh cho phù hợp với cái sở thích của mình, phù hợp với cái chỗ mà mình để cũng như là cái không gian phòng nghe. Thì nếu mà bị dư trầm thì chúng ta sẽ giảm cái phần này xuống. Nhờ đó mà chúng ta có thể điều chỉnh được, cá nhân hóa được âm thanh. Đây là một trong cái tính năng mà Hải Sơn đánh giá cao nhất trên những cái dòng loa mới của JBL này. Và còn một cái tính năng không thể thiếu, đó chính là tính năng tăng cường tiếng trầm. Khi mà chúng ta on lên ấy, thì nó sẽ kích hoạt cái đầu tiên là deep. Deep thì nó sẽ tăng những cái âm trầm khoảng 64-80Hz, làm cho âm trầm trở nên là nghe có vẻ là sâu hơn và tiếng nó tối hơn. Còn punchy thì nó sẽ tăng mạnh cái phần khoảng 100-120Hz, làm cho tiếng trầm nghe nó có vẻ cứng hơn. Đấy, đây là tùy vào các cái bản nhạc và gu nghe. Còn nếu muốn âm thanh cân bằng thì chúng ta tắt đi. Những cái loa này tiếng trầm nó cũng rất là tốt rồi. Cái phần stereo group thì chúng ta có thể kết nối hai cái loa giống nhau trở thành một cái hệ thống âm thanh stereo. Và thông qua cái tính năng AuraCast này, chúng ta cũng thể là kết nối được rất nhiều loa với nhau. Và cái công nghệ của máy là Bluetooth 5.4 thì chúng ta có thể là kết nối Bluetooth trong thời gian dài mà vẫn rất là tiết kiệm pin. Và đồng thời chúng ta còn có một số các cái điều chỉnh nhỏ khác ở trong phần product setting, và chúng ta có thể là update firmware của cái máy này lên và reset nó lại. Quý vị nếu quan tâm tới Partybox 120 và Partybox 320 thì hãy liên hệ ngay tới số hotline đang hiển thị ở trên màn hình để có được mức giá tốt nhất cho từng sản phẩm. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.